Chương trình Cơ thể bạn nói gì xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, ngày hôm nay mời quý vị cùng theo dõi chương trình với chủ đề Hạt tô phi, biến chứng nguy hiểm của bệnh gút và phương pháp khắc phục hiệu quả từ thảo dược thiên nhiên. Thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ bệnh gút thì ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa. Bệnh gút không chỉ gây ra những cơn đau khớp khủng khiếp mà có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm nếu như không điều trị kịp thời. Và một trong những biến chứng thường gặp đó chính là việc hình thành những hạt lồi dưới da do lắng đọng tinh thể axit uric mà chúng ta vẫn gọi là hạt tô phi. Vậy thì hạt tô phi là gì? Chúng xuất hiện như thế nào? Có nguy hiểm hay không? Và làm thế nào để khắc phục tình trạng này? Những câu trả lời sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu thầy thuốc ưu tú bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Chào MC Thảo Vân, chào các quý khán giả đang theo dõi chương trình. Và một vị khách nữa chúng tôi xin được giới thiệu chú Lương Hùng đến từ Cầu Giấy, Hà Nội. Xin chào MC Thảo Vân, xin chào quý vị khán giả. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi phóng sự sau đây. Để có thể nhớ được một câu chuyện xảy ra cách đây một thập kỷ là chuyện không hề dễ dàng. Nhưng với chú Bân, 61 tuổi, ở xóm 8, Xuân Bắc, Xuân Trường, Nam Định, chú lại có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết, từng cảm xúc về bệnh gút, căn bệnh đã hành hạ chú suốt từ năm 2011 như một dấu ấn khó phai trong cuộc đời. Tôi là Bân, Trần Văn Bân, và tôi ở xóm 8, Xuân Bắc, Xuân Trường, Nam Định. Tôi thì bị đau từ năm cuối năm 2011. Tự nhiên là chân tôi bị rất là đau. Vừa tối mà đau sáng xong là tôi không đi nữa, thì tôi có đi khám. Thì lúc ấy là chỉ số của tôi là 590, mà trong cái thời gian đấy là nó đau liên tục, tức là cứ một tháng một lần, tháng hai lần. Mà trong khi đấy là đến là bác sĩ nói là kiêng một là cái gì, thịt bò, thịt chó, cá biển, bên này tôm. Mà tôi kiêng tôi giữ tốt lắm, không ăn uống cái gì đâu. Có khi chỉ cơm rau, cơm tí mắm mà nó đau là nó vẫn cứ đau. Mỗi một lần đau như vậy thì cứ uống thuốc giảm đau thì nó đỡ, xong rồi là mỗi một cơn như vậy nó khoảng độ 3-4 ngày thì nó hết đi, sau đó 10 hôm sau nó lại đau lại. Thì lúc ấy thì đi bệnh viện thì cũng đâu đây có thuốc gì đâu, thì bác sĩ cứ cho mấy cái viên thuốc giảm đau thôi. Khi mà lên cái cơn đau thì cơn đau dữ dội kinh khủng, không thể nào ngủ, cứ nếu mà còn đau thì coi cả đêm mới là thức luôn, không ngủ được, càng nó toàn đau về đêm nữa. Ở hai cái ngón chân cái với này đầu gối chân. Vâng, tôi nó đau hai cái chỗ đấy. Tức là tháng là hai lần, thường là hai lần. Mà mỗi một lần như vậy là cứ khoảng chừng 3 ngày. Thì nó 3 ngày là không đi đâu được nữa, 3 ngày nó xuất vậy. Tức là nó uống thuốc vào nó chỉ giảm được tí thôi. Thì nó hết rồi là nó hình như nó hết cái hơi thuốc, nó lại đau lại. Cái mắt cá chân cái của tôi nó sưng lên, nó có như ngón tay cái nó ấy vào đấy, mà nó rất là cứng. Vâng. Và cái đầu gối tay này. Mà cái thời gian đấy khi mà nó không có cơn đau cấp nữa thì cái lúc ấy cái hai cái bên nó vẫn đỏ, mà ấn vào nó vẫn đau. Thì tôi đâu có làm gì nữa đâu, coi như nghỉ ở nhà, đi lại thì khó khăn. Nhưng mà mỗi một lần nữa đau như vậy, khi mà hết cái cơn đau rồi thì mới xỏ dép được thôi, còn nếu mà nó đau thì không thể nào xỏ được, đi nó hơi xào nó đau lắm. Cũng giống như chú Bân, chú Hùng cũng đang phải hàng ngày hàng giờ chịu đựng những khổ sở do bệnh gút gây ra suốt hơn 10 năm qua. Từ những cơn đau âm ỉ tới những trận đau tới long trời lở đất khiến chú vẫn không thoát khỏi hai từ bàng hoàng mỗi khi nhắc tới. Cái bệnh gút này nó biến mình thành người, từ cái người mà đang lành lặn trở thành người như là què cụt, không đi lại được, khó khăn lắm. Có đi được ấy thì cứ phải bám tường hoặc là lê cái chân như là lê cái chổi, khổ lắm. Mà mỗi lần đau thì chỉ biết là dùng cái thuốc giảm đau mà bác sĩ kê, có cái tên là Colchicine. Mỗi lần uống giảm đau vào ấy, thì tôi lại bị đi ngoài, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần và phân lỏng khó chịu lắm. Đau thì thế nào cũng phải chấp nhận hết, thế là tôi cứ uống thuốc giảm đau của Tây Y. Chú kể rằng trước chú công tác bên Bộ Lương thực và Thực phẩm, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Phải ăn uống tiếp khách nhiều nên bệnh gút cũng từ đó mà ra. Cho tới bây giờ, khi đã biết mình bị gút nhưng chú không ăn uống kiêng khem được nhiều, thành ra bệnh lại càng có cơ hội hoành hành. Cơn gút của tôi thì cứ nhanh là nửa tháng, mà chậm thì là một tháng, thì cơn gút nó lại phát lại một lần. Đấy. Mà cái axit uric thì nó không những không giảm xuống mà cứ tăng lên, có khi là đến 700-800. Lo lắng tới mất ăn mất ngủ khiến chú mất hết sự sáng suốt. Ai mách gì chú cũng uống, thuốc nam,
thuốc bắc, đâu bảo thuốc hay là chú tới. Nhưng cái giá chú phải trả lại quá khắc nghiệt. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được dành cho bác sĩ. Ở phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy là hai bệnh nhân đều gặp phải cái biến chứng của bệnh gút hình thành những cái hạt tô phi. Và chắc là lúc này nhiều người băn khoăn muốn hỏi, vậy thì hạt tô phi là gì? Và khi nào thì hạt tô phi xuất hiện trong bệnh gút ạ? Thưa MC Thảo Vân và các quý khán giả đang theo dõi chương trình, hạt tô phi ở đây chính là quá trình axit uric tích lũy ở trong máu, axit uric máu tích tụ cao và nó chuyển đổi thành muối urat dạng tinh thể và thành cái hạt tô phi. Đặc điểm cái hạt tô phi này mới đầu thì nó nhỏ thôi, vị trí nó ở vùng quanh khớp hoặc là ở trong khớp, và sau đó phát triển nó to dần lên theo thời gian thì phát triển về cả kích thước lẫn số lượng. Mới đầu thì sờ có thể ấn nó mềm những hạt nhỏ, nhưng mà lâu dần thì nó to, nó cứng, nó chèn ép khớp, gây cứng khớp, thoái hóa khớp. Người ta thấy rằng đến 80-90% hạt tô phi thường hay ở đốt 1 của ngón chân, sau đó dần nó phát triển lên các cổ chân, cổ tay và tay, thậm chí ở vai và có cái chỗ mà người ta không để ý đến, ví dụ ở quanh tai. Và đặc biệt khi nó to lên thì nếu như đụng chạm có thể nó vỡ ra, mà vỡ ra hạt tô phi thì rất khó liền, viêm nhiễm và có thể có những trường hợp người ta cũng dẫn đến nhiễm trùng máu. Và hạt tô phi này khi mà nó vỡ ra, màu nó trắng như là cái vôi bột, làm xét nghiệm thì đó chính là urat. Gút thì nó có 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu, axit uric ở trong máu tăng cao nhưng chưa có gây triệu chứng gì cả. Giai đoạn 2 tức là gì? Xảy ra những trường hợp gút cấp. Gút cấp là gì? Có biểu hiện đầy đủ, sưng, nóng, đỏ, đau. Giai đoạn thứ 3 là gì? Là giai đoạn mà viêm các khớp ở giữa hai đoạn gút cấp. Và giai đoạn này có thể người ta nói mô tả có thể 2, 3 tuần, 4 tuần, thậm chí vài năm nó mới quay trở lại cơn viêm gút cấp. Và giai đoạn 4 chính là hình thành hạt tô phi. Hạt tô phi này sẽ hình thành ở khớp. Tình trạng này là bệnh gút mãn tính. Và khi đã có hạt tô phi thì rất kéo theo rất nhiều cái biến chứng nặng nề của bệnh gút. Thưa bác sĩ, hạt tô phi có nguy hiểm không ạ? Nếu nó tự vỡ ra, nó lại quay lại vào các khớp, nó gây ra cái cơn gút cấp. Thứ hai, nó vỡ ra thì viêm loét khó liền, để giai đoạn cuối không đi được. Tức là cây dính khớp và nó to, nó phồng lên. Thậm chí có cả những trường hợp tự vỡ ra phải điều trị rất khó. Biến chứng nữa là gì? Nó gây đến suy thận, viêm thận, còn ảnh hưởng đến cả chức năng sinh lý. Vậy thì có cách nào để chúng ta xử lý hạt tô phi và phòng ngừa việc hình thành hạt tô phi ở những bệnh nhân gút không ạ, thưa bác sĩ? Để giải quyết hạt tô phi thì không nên để tự vỡ ra, phải đi khám. Và có cái cứng khớp không đi được, phải chỉ định lấy bỏ hạt tô phi đi. Khi lấy rồi thì đừng nghĩ là nó khỏi hẳn mà không phát triển hạt tô phi nữa, mà vẫn phải kiểm soát tốt cái nồng độ cái axit uric ở trong máu để nó không biến chuyển thành cái urat, tránh tình trạng có nhiều trường hợp hạt tô phi nhỏ cũng lấy thì nó lại viêm loét. Xu hướng bây giờ là sử dụng các cái thảo dược thiên nhiên loại bỏ hạt tô phi hoặc không cho hạt tô phi phát triển tái phát, và đồng thời khống chế được cái quá trình biến chứng của hạt tô phi bằng các cái thảo dược thiên nhiên, ví dụ như là cái anh đào đen kết hợp với hạt nhãn. Đại học Boston của Mỹ khoa y, người ta thử nghiệm 634 bệnh nhân sử dụng anh đào đen. Sau 4 tuần thì người ta thấy rằng cái triệu chứng axit uric trong máu đều giảm 100%, có 57% bệnh nhân là trở về vị trí bình thường. Đặc biệt là nó giảm được đến 60% cái tái biến cái cơn gút cấp. Điều đó để chứng minh rằng nó tác dụng rất tốt, làm giảm cái axit uric. Sử dụng cả những cái thảo dược có tác dụng là trung hòa axit uric bằng cái thảo dược ví dụ như là hạt cần tây, đào thải cái axit uric ra khỏi cơ thể bằng cái thảo dược tự nhiên như là trạch tả, mã đề và cái ngưu bàng tử. Ngoài ra người ta còn phối hợp thảo dược chống viêm, giảm đau như là tầm ma, kim sa, húng tây, gừng và bạc hà. Do đó đem lại tác dụng rất là tốt, hạn chế phát triển hạt tô phi, làm cho hạt tô phi không phát triển lên nữa. Đồng thời có thì nó bé lại và tránh được những cái biến chứng của cái bệnh lý gút như là dị dạng khớp và biến chứng khớp, hoặc làm sao viêm thận, suy thận, sỏi thận, và đặc biệt nữa là làm cho cái chức năng sinh lý của bệnh nhân, nhất là nam giới, nó tốt lên. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi tình huống sau đây. Em này, chờ anh lâu chưa? Ngồi chờ anh mới có 3 tiếng đồng hồ, chả làm sao cả. Em vẫn có thể chờ anh thêm 2 tiếng đồng hồ nữa. Thôi đừng giận anh nữa mà, anh có chút việc. Nhưng mà anh không thể. Thôi đi. Đau quá. Đau. Biết rồi.
giả vờ đau để giảm nhẹ cái tội đến muộn ấy gì? Đau thật mà em cũng tin à, trên anh ấy. Đấy, giờ nó lại sưng tấy lên. Anh phải uống thuốc giảm đau này. Ê, xong anh phải mượn đôi giày của thằng em, chân nó to. Mà đi vào giờ vẫn không chịu được, đau quá. Rồi. Em đã nói rồi, cái bệnh gút này của anh ấy là không thể đùa được đâu, nguy hiểm lắm đấy. Anh ăn uống là phải biết kiêng khem, cẩn thận. Chắc là anh ăn uống lung tung đúng không? Anh có dám ăn uống gì đâu. Nhưng mà nó cứ sưng tấy lên như thế này này, nóng ran hết, sưng đỏ lên này. Đau quá, anh uống tất cả các loại thuốc rồi, nhiều lắm rồi nhưng mà nó không khuyên giảm. Này, anh có biết là hôm nay là em ra đây em gặp anh có việc gì không? Anh tưởng là em nhớ anh rồi hẹn anh ra để còn gặp mặt. Nó còn hơn cả nhớ anh ấy. Em nhá, đã tìm ra được một cái giải pháp hỗ trợ điều trị hiệu quả căn bệnh gút của anh đấy. Toàn từ thảo dược như là quả anh đào này, anh đào đen ấy, hạt nhãn, hạt cần tây này, trạch tả, mã đề, ngưu bàng tử. Rất lành tính mà lại hiệu quả cao. Chồng bà Lan hàng xóm nhà em ấy đã dùng mấy tháng nay rồi mà không đau đớn cái gì cả. Mà chỉ số acid uric ấy cũng an toàn lắm cơ. Em vừa xin được cái địa chỉ để đi mua rồi đấy. Nào bây giờ thế này, anh chở em đi mua nhá. Ôi, cái gì? Chở em á? Vâng, sao mà anh lại tròn mắt thế kia? Trời ơi, thưa với em, anh lết từ nhà anh ra đến đây đã mất gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Chân nó sưng tấy thế này, thế thì chở em đi thì để đến ngày mai đến nơi à? Tôi chết rồi. Em quên mất. Thôi được rồi, để em đi mua, anh cứ ngồi để chờ em nhá. Có thế chứ. Rồi, đi nhanh nhá. Vâng. Anh chờ. Vâng, chúng ta đã vừa theo dõi tình huống và cơ thể bạn nói gì là một chương trình mà chúng tôi cũng luôn luôn mong muốn mang đến cho quý vị và các bạn những cái chia sẻ của những người thật việc thật trong thực tế, để quý vị thấy là mình cũng có thể nhìn thấy và cảm nhận được những cái câu chuyện của chính bản thân mình trong câu chuyện của những khách mời chương trình. Và như phần đầu chúng tôi giới thiệu thì chú Lê Hùng cũng là người xuất hiện trong phóng sự ngay đầu tiên của chương trình. Và bây giờ thì xin được mời chú Lê Hùng cùng chia sẻ về tình trạng của mình. Trước đây tôi công tác cho bên Bộ Lương thực và thực phẩm. Bây giờ nó gọi là cái Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ăn uống thì tôi gọi là vô tư đi. Cái bệnh gút nó đến lúc nào mà cái bệnh của tôi thì thường thường nó lại xuất hiện về đêm. Người bình thường thì trở thành như cái tàn phế bác sĩ ạ. Chân tay thì cứ đau nhức rồi là nhiều khi đi không đi được. Cứ phải nhờ con, nhờ cháu hoặc là bám vịn vào cầu thang đi lên đi xuống, khổ lắm. Bệnh tật như thế thì tôi mới đi vào bệnh viện tôi khám. Tôi khám thì bác sĩ mới, sau khi khám xong bác sĩ cũng kết luận là tôi bị bệnh gút, chỉ số acid uric là nó lên rất cao, lên đến 600 mấy. Tôi rất là hoang mang. Bác sĩ kê cho tôi cái thuốc Tây. Tây thì thuốc nó hiệu quả nhanh lắm, uống vào là giải quyết ngay lập tức. Nhưng mà khổ cái là uống xong thì là tôi bị cái bệnh đi ngoài. Đi ngoài nhiều lần, phân lỏng, dừng thuốc thì nó lại trở lại bình thường. Có bệnh thì vái tứ phương bác sĩ ạ. Ai bảo sao thì tôi làm theo như thế. Thậm chí Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn là ai mách là tôi cũng sẵn sàng tôi lên đường tôi đi. Thế uống một thời gian thì cơn đau thì nó cũng thưa giảm dần đi. Nhưng mà có một điều, nó đã không phát ra thì thôi, nó phát ra thì đau không chịu nổi bác sĩ ạ. Đi khám thì chỉ số acid uric nó vẫn không thuyên giảm. Nó có khi lên 700-800. Cái chân tôi nó có cái hạt tô phi. Ôi dồi nó đau. Mà khổ nhất là đi giày, chưa nói đến chuyện thẩm mỹ, nhìn phản cảm với bác sĩ ạ. Tôi không chịu được nữa thì tôi đến bệnh viện. Phẫu thuật ra thì cái chất bên trong cái hạt tô phi á, như cái u bã động ấy. Nhưng mà may quá, bây giờ thì cũng ổn rồi bác sĩ ạ. Và nói chung là chân tay thì bây giờ đi lại và hoạt động cũng tốt. Chú có thể chia sẻ cái bí quyết của mình cho khán giả được biết không ạ? Nghe bác sĩ nói thì tôi thấy là cái giải pháp đó đúng là cái giải pháp mà tôi đang lựa chọn. Có cái thành phần thảo dược chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, như là quả anh đào đen này, hạt nhãn này, hạt cần tây này, mã đề, ngưu bàng tử, xuất xứ từ Mỹ. Cho nên là tôi tin tưởng và mua về sử dụng thường xuyên hàng ngày. Thời gian đầu ấy thì tôi dùng thì nó cũng có tái phát lại một lần, nhưng mà cái cơn đau nó qua đi nhanh lắm. Từ sau lần đó thì tôi không còn bị tái phát lại một cơn gút cấp nào nữa. Cho nên là tôi rất yên tâm. Cái quan trọng ấy là cái chỉ số acid uric chỉ còn có 425. Thế là tôi tiếp tục sử dụng. Thì gần đây tôi đi kiểm tra sức khỏe thì chỉ số bây giờ chỉ còn là 395. Thấy bác sĩ bảo là cái giải pháp phòng ngừa hạt tô phi rất tốt. Cho nên là từ ngày tôi dùng đến nay thì chân tay tôi là không bị mọc những cái hạt tô phi mới nào nữa. Hạt cũ thì dần dần nó nhỏ lại.
Và bây giờ thì khỏe mạnh rồi, sức khỏe tốt. Tôi thì đi tập thể dục đều đặn, chứ như ngày trước khổ lắm, đi lại còn khó khăn, nói gì đến thể dục. Nên bây giờ thì tôi rất yên tâm về sức khỏe của mình. Vâng, chúc mừng chú Hùng bây giờ đã có thể rất là yên tâm, không còn bị ảnh hưởng bởi bệnh gút nữa. Và thưa bác sĩ có thể phân tích rõ hơn, cụ thể hơn về những thành phần thảo dược này không ạ? Đây chính là giải pháp rất hiệu quả và an toàn. Sử dụng các thảo dược thiên nhiên như anh đào đen và hạt nhãn, ức chế cái men satin oxidasa để nó không biến đổi các cái protein của thức ăn có nhân purin để thành cái acid uric. Dùng cái thảo dược thiên nhiên đó là hạt cần tây, trung hòa luôn được cái acid uric. Và điều thứ ba đó, đào thải acid uric ra ngoài cơ thể bằng cách lợi niệu tự nhiên, đó là trạch tả, mã đề và ngưu bằng tử. Bổ sung ví dụ như tầm ma, kim sa, húng tây, gừng và bạc hà chống viêm để loại bỏ được các cái acid uric ra khỏi cơ thể. Do đó đem lại một cái giải pháp rất hữu hiệu hỗ trợ điều trị những cái chứng của gút và của hạt tô phi. Hạt tô phi không tái phát được, hoặc nếu có thì nó nhỏ đi, đồng thời làm giảm được các cái triệu chứng của cái bệnh gút và hạt tô phi, như là ví dụ biến dạng khớp, sỏi thận, viêm thận hoặc là thậm chí suy thận. Và đặc biệt nữa là hỗ trợ nhất là đối với nam giới tăng cường sinh lực, được bào chế dưới công nghệ cao siêu nano, dễ đi qua hàng rào tế bào, không bị phá hủy bởi các enzyme, tức là tăng cái tính hấp thu, tăng khả dụng, đạt tiêu chuẩn GMP và được Cục Thực phẩm và Dược của Mỹ FDA và Tổ chức Y tế Thế giới công nhận. Ngoài ra, ở Việt Nam đã được Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam trao giải vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2014, 2017 và 2021. Dạ, thưa bác sĩ ạ, tôi dùng cái giải pháp này thì thấy hiệu quả rất tốt. Tôi muốn hỏi bác sĩ là nếu như tôi tiếp tục sử dụng thì liệu rằng là nó có mang lại cái tác dụng phụ gì không ạ? Nó là một giải pháp rất tốt, an toàn, hiệu quả. Đây là bệnh mãn tính. Theo tôi là anh vẫn phải dùng duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh. Ví dụ như ăn uống, ngủ nghỉ, nó phù hợp với mình. Cái giải pháp ngăn chặn không cho tái phát hạt tô phi, đồng thời hạt của anh nhỏ nó sẽ dần dần nó hết đi. Khống chế biến chứng của cái hạt tô phi hoặc cái bệnh gút, tức là thoái hóa khớp, viêm khớp, viêm thận hoặc sỏi thận. Và đặc biệt nữa là cái khả năng sức khỏe của nam giới của anh sẽ được phục hồi và cuộc sống nó sẽ viên mãn hơn. Xưa nghe bệnh gút thì sợ, nhưng giờ nghe bệnh gút thì chú thấy không có gì phải lo cả. Đó là lời khẳng định rất hào sảng của chú Bân với chúng tôi khi nhắc về căn bệnh đã làm mình phải điêu đứng suốt một thời gian dài. Một lần tình cờ tôi mới xem trên mạng thì thấy quảng cáo thế hay, rồi tôi mua thử về uống. Tháng đầu, tháng thứ hai thì nó vẫn còn đau lại. Tức là vẫn đau nhưng mà cái cơn đau nó nhẹ đi, đỡ đi. Có thể uống thuốc giảm đau cũng được mà không uống thuốc giảm đau cũng được. Tức là nó chỉ hơi thoáng qua tí thôi chứ nó không có nó dữ dội. Trước là nó chỉ nó bừng chỉ cần khoảng tiếng sau là nó sưng to lắm rồi. Sưng to, sưng đỏ hết chân lên. Này kia nó chỉ hơi đỏ tí thôi thì nó đỡ hơn nhiều. Tôi vẫn tiếp tục uống không còn đau thế nào nữa. Và cho suốt cho đến cái thời gian đến bây giờ. Tức là từ hồi đấy là từ hồi tôi dùng đến giờ là tôi không có bị đau lại lần nào nữa. Các cái cục hình như này nó tan hết. Acid uric khoảng 380. Trước kia là tôi kiêng khem nhiều lắm. Nhưng bây giờ thì không kiêng khem nữa nhưng mà dùng ít thôi. Chẳng hạn như là bây giờ như cá biển hay là thịt bò hay tôm thì tôi vẫn ăn. Nhưng mà ăn ít thôi. Bởi vì cũng không phải gút mà đến tuổi rồi cô. Đến tuổi này thì cũng không ăn quá như trước hồi trẻ rồi, hồi thanh niên nữa đó. Bây giờ gút cho tôi hình như là khỏi mà. Giờ thì tôi không có vấn đề gì đâu. Chân tay là nói chung là không có biểu hiện gì, không sưng mà cũng không đau. Những ngày vui vẻ tập thể dục với đôi chân khỏe mạnh, những đêm ngon giấc không lo những cơn gút cấp ập tới. Chia sẻ với chúng tôi, chú Hùng bảo rằng điều chú tiếc nuối nhất cho tới bây giờ đó là không biết tới giải pháp này sớm hơn thì cuộc sống hơn 10 năm qua của chú sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Sử dụng cái sản phẩm Bonicut của Mỹ, cuộc sống của tôi có được hạnh phúc như bây giờ. Thời gian đầu mới dùng ấy, tôi có bị đau lại cơn gút cấp một lần, nhưng tôi vẫn chịu đựng được, không phải dùng một viên thuốc giảm đau nào cả. Hôm trước đau là hôm sau nó hết luôn. Kiên trì dùng liên tục, acid uric của tôi đã về được ngưỡng an toàn, có 395 micromol trên lít thôi. Không bị mọc lại hạt tô phi, hạt cũ thì cũng nhỏ lại. Đi khám các chức năng gan,
chức năng thận hoàn toàn bình thường. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi. Rất mong được đón tiếp quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại.